Hôm nay em sẽ test đá mài bùn tự nhiên Lai Châu nhé. Đầu tiên em sẽ test viên mài phá 700 grit. Viên này các bác mài lượt đầu tiên để mài phá tạo lưỡi dao khi mà dao mình sử dụng quá lâu nó bị cùn ạ. Thì các bác sẽ mài viên đầu tiên nhé. Các bác, đây là đá mài bùn và mài với nước. Các bác có thể mài nước hoặc là liếc khô đều được. Nhưng mà các bác nên mài nước thì nó sẽ sắc bén hơn. Và khi mà các bác sử dụng xong thì các bác sẽ ngâm nước bảo quản nhé. Em đang mài đó là viên mài phá 700 grit ạ. Viên này nặng 2,5 cân, giá là 100.000 một viên. Các bác mua lẻ viên là 130.000 cả ship. Mài viên mài phá xong đến anh chồng viên mài sữa. Đến viên mịn sữa 1.500 grit ạ. Viên này thì khá là nhiều bác phản hồi là mài rất là ra nhiều bùn và nhanh sắc dao. Khá là nhiều bác sẽ yêu thích cái màu này đấy ạ. Bác sẽ mài viên này là viên thứ hai. Các bác nào có nhu cầu mà mua dao Phúc Sen giống như cái dao mà em đang mài thì các bác cũng liên hệ trực tiếp nhé. Em có bán cả dao Phúc Sen luôn. Các bác mua kèm đá mài có thể mua kèm theo dao hoặc là đặc sản Tây Bắc để đỡ phí ship ạ. Rồi đến các bác sẽ mài viên thứ ba, đó là viên mài bùn. Viên mài bùn 3.000 grit màu xanh. Viên này làm viên mài cuối cùng nha các bác nhé. Viên mài cuối cùng để liếc dao cho dao nó bóng. Và trên bề mặt các bác thấy những cái vết gồ ghề kia là cái vết của máy chà nhá. Các bác dùng mài lâu thì nó sẽ phẳng ra. Các bác cứ đầu tiên thì cứ mài một con dao thật cùn để cho cái bề mặt đá nó phẳng. Bề mặt đá nó phẳng các bác nhá. Đấy là viên mài cuối cùng để cho dao vừa sắc vừa bóng. Với công dụng của cái viên grit 3.000 là vừa sắc vừa bóng lưỡi dao. Đó, anh xếp 3 viên đây. Viên kia để giữa. Viên đó. Không, viên đen này để ra ngoài. Đấy, đây là em vừa mài xong một bộ 3 viên đá mài 330.000. Đang giảm còn 300.000 nhé các bác nhé. 330 giảm còn 300.000, bao gồm một viên phá này 700, một viên mịn sữa 1.500 và một viên mịn xanh 3.000 grit. Và sau khi mài xong thì em sẽ test nhé. Em sẽ test luôn là dao cực kỳ sắc bén luôn các bác nhé. Sau khi các bác mài xong thì test dao này. Dao siêu sắc bén luôn. Đấy, bác nào mà mua thì có 3 bộ nha các bác nhé, cho các bác lựa chọn này. Bộ bé 240 còn 210.000, bộ to 330.000 còn 300.000 và bộ 3 viên 9 cân này 390.000 còn 360.000. Các bác nào mà cần thì các bác cứ alo cho em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác.